បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់លោកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង App មួយដែលជា App របស់ខ្មែរយើងហើយទើបតែនឹងចេញថ្មីៗនេះទេបាទដោយ App នេះមានឈ្មោះថា Super App បាទអញ្ចឹងចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៃ App មួយនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការហៅតាក់ស៊ីឬក៏ហៅទុកទុកហៅផាសអាប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច
nih yok mau prapras lu tu sap dai terbang jeng tu ah ni. Bạn chắc là mấy đầm láng ép này dùng một pra lưu tù sạp đầy để bỏ dưỡng bán cứ dùng rạp bông ôn đằng ọc này đã pra tù sạp đầy đầy đầm ná ca tại đòi phụ phụ ăn rối đồ chỉ phụ Samsung, Oppo, Vivo, rồi có hồ vây cho đám cứ bông ôn đằng ọc này ai đầm láng viết được nông cam thì Play Store bạn chắc bông ôn đằng ọc này còn được chụp lưu cam thì Play Store mà bạn chắc được biết là bông ôn chụp lưu cam thì Play Store có viên là bằng 2 bông ôn cho mỗi dùng rộng bán này bạn cho chấm hết mình toa bom on cron để cho tôi không cần lại search bom on search chữ thá super app bà bom on search chữ thá super app máu bom on search bạn nhân máu bạn chắc là bom on search chữ thá super app có viên là hai bom on chấm mũi nhân chấm rồng xanh xanh đại miên chấm một hạ và hai chấm mũi nhân cảm thi super app nỉ bạn chắc là vua cảm thi đại dương trời đầm lá cứ cảm thi khang lời này ấy cứ miên chấm một hạ super app text bạn chắc bom on đọc này chỉ vừa cá cho lời vì máu bạn chắc mình toa bị bom pha ôn tổng ốc này thưa ca chất cái lửa vía cái viên là bằng hai bom pha ôn cho mỗi tầm rộng bạn đi cái chia tầm rộng môi đã bom pha ôn tổng ốc này thưa ca install cam bị thi ní rồi có đồng lá cam bị thi ní dùng một pra pra lửa thu sạp đầy được bỏ dường bạn chắc bom pha ôn tổng ốc này còn là cho lửa biết thả install máu bạn chắc mình toa bị bom pha ôn thưa ca install rủi ro là hai cái viên là bằng hai bom pha ôn cho mỗi tầm rộng bạn đi cái chia tầm rộng môi đã bom pha ôn tổng ốc này cho từ lên cho mỗi lần cam bị thi ní tại mà đo lấy còn là bom pha ôn ốc này cho lửa biết thả open bạn chấm bom pha ôn đặc biệt là biết thả open đúng không bạn chấm mình toa bị bom pha ôn đặc biệt là cho lớp biết thả open cái viên là bằng hai bom pha ôn cho mỗi nhân tùm rộng bạn đi cái chia tùm rộng đa cho mỗi nhân cam thì này hỏi bạn chấm mặt đo chấm nói đi cứ cái ai bom pha ôn đặc biệt là vô prom ai cam thì này cái score cho mỗi nhân cam thì thọ rút rồi thọ bị ôn bao nhiêu cái này chấm bom pha ôn đặc biệt là cho lớp biết thả allo mà bạn chưa mở đo chấm nói nick kia ai bom pha ôn từng ok nhất với cả bạc tích tăng rồi có bạc location lừa tủ sạp đầy để bảo dưỡng bạn chưa cái lãnh cứ vì admin pành hà ai chào tiếp cứ bom pha ôn ok còn là chơi lừa biệt thả ở lô máu bạn chưa cái lãnh nick đôi khi đá bom pha ôn còn là chơi lừa biệt thả ở lô máu cứ vì là nom bom pha ôn từng ok nhất châu mà không tầm rồng đi tài mà đo cứ chơi tầm rồng muối đã ai bom pha ôn từng ok nhất với cả bom pin chơi lấy tủ sạp đầy để bảo dưỡng là toàn chấm nói hàng lớn đi hỏi chụp lấy tủ sạp đầy cứ bom pha ôn từng ok nhất ai đã lấy tủ sạp đầy cứ bộ quan cứ bộ mùi nào của bạn này bạn chắc mình toa bị bom pha ôn từng ốc hết phơi cả bằng pin chỉ lấy tủ sạp đầy cho bỏ dương là tròn chúng nó như gọi là hói bom pha ôn ai cho lớp biết hát châu pravia là mấy từ tua ban lấy câu chúng luôn của mùi túng lại thang cam một thi kê làm nhà châu từ không lấy tủ sạp đáy để bom pha ôn phơi cả bằng pin là tròn chúng nó như mà chắc bom pha ôn ốc này cho lớp biết hát châu pravia mà là mấy từ tua ban lấy câu chúng luôn của mùi túng được thang cam một thi mà chắc mình đo chúng nó như cái kia bom pha ôn từng ốc này vừa ca bình châu trở lấy cô làm mùi tùng đại thang cam bị thi kê nằm nhà châu được không lấy tù sạp đầy để bỏ bóng ôn là bóng ôn bàn vừa ca bóng pin ca bị vẹn một lần mà chân cái lấy nó cứ một to bị bóng ôn vừa ca bóng pin lấy cột chùm luôn làm mùi tùng được gọi là hói cứ viên là răn ô tô được rư cầu viên là rốt châu được không ở tùm rung mùi tiếp cái chơi tùm rung đã bóng ôn vừa ca chọc mua pra cho mùi em đi tài mặt đòn mà chân cái lấy nó cứ bóng ôn nó lại vừa ca bóng pin lấy cột chùm luôn của mùi tùng máu bạn chắc mình toa bị dương phơi cam bằng pin lấy câu chấm luôn bằng mũi tung rồi đó là hai cái viên nó bom ổn đó nên cho một non tùm rồng bạn đi cứ chia tùm rồng mũi này cả cho chúa pra pra rồi bỏ ép này tạm đòn và chân hàng lớn này cứ bom ổn đó này phơi cam bằng pin chỉ niềm câu bằng niềm luôn máu dương ai bằng pin chỉ mai của bạn ông lề của bạn ta bây giờ là cái dương ai pra chỉ phải sang cầm nát rồi bỏ dương tới cứ chỉ phải sang mai hai bom ổn ai đặt một phần bột tơi hai tháng cầm này cái ai bom ổn phơi cam sẽ lấy hết mình tham bom ổn hết pro dương đặt hết pro tới bà say đặt hết say tới hai tháng cầm thì ai dương phơi cam bằng pin chỉ email mà lại nâng dương ai đặt của bạn mình đặt của bạn đấy tại bà chỉ cả là dương cụ thể đặt về tới của thang nghề sưu nông ca là em kết chặt đồ mà dương
បាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញជាលេខកូដអ្នកណែនាំហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ដែលអត់មានលេខកូដអ្នកណែនាំទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជួយបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅហើយលេខកូដរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដាក់នៅខាងស្ដាមដៃវីដេអូរួចហើយបងប្អូនអាចយកលេខកូដមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺអុយ000អញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនធ្វើការបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅបាទឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើក scan កូដនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏បានដែរបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបំពេញត្រង់ចំណុចនេះទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញទម្រង់នេះរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើពាក្យថាចូលប្រើវាដើម្បីប្រើប្រាស់ app នេះតែម្ដងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាឥឡូវនេះគឺយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះដោយជោគជ័យជាមួយនឹងកម្មវិធី Super App នេះហើយឥឡូវគឺយើងបានចូលមកដល់ក្នុង Dashboard ឬក៏ទំព័រដើមរបស់ App នេះហើយយើងឃើញថា App នេះគឺវាមានទម្រង់បែបនេះហើយខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាមុខម្ហូបអាហារដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកម្មង់បានហើយក៏គេមានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់បងប្អូនដែរដោយសេវានៅក្នុងកម្មវិធី Super App នេះគឺវាមានតម្លៃធូរថ្លៃទេហើយបងប្អូនទាំងអស់អាចធ្វើការកម្មង់តាក់ស៊ីយើងហៅតាក់ស៊ីឬក៏ហៅផាសស្អាតជិះបានហើយក្នុងនោះគឺគេបានដាក់តារាងតម្លៃរបស់បងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលរួចហើយគឺមានដូចជាតាំងពីម៉ូតូតាំងផាសស្អាតតាំងពីឡានមានឡានទំនើបអីចឹងទៅមានដូចជាទុកទុកជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់ឬក៏ហៅផាសស្អាតជិះនៅលើផាសស្អាតជិះតាមរយៈ App ហ្នឹងបានហើយកន្លែងនេះគឺជាការកម្មងម្ហូបអាហារបងប្អូនធ្វើការកម្មងមកយើងអាចឲ្យខាងម៉ូតូដឹកក្បាលឡានដឹកក្បាលគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចកម្មងតាមតម្រូវការរបស់យើងហើយលោកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងវិធីនៃការរកទឹកប្រាក់ជាមួយនឹង App នេះតែម្ដងបាទជាងដើម្បីរកទឹកប្រាក់ជាមួយនឹង App នេះបានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលទៅធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងហើយដើម្បីយើងណែនាំមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងបានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅត្រង់ចំណុចពាក្យថា scanបាទចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា scan គឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់មួយនៃការបាកូដណាចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងគាត់ scan កូដរបស់យើងម្នាក់មួយត្រង់ចំណុចនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ app នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបើកទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូន scan កូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅបាទត្រង់ចំណុចនេះឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការបំពេញដើម្បីកម្មវិធីរបស់យើងវា full ណាដើម្បីយើងអាចងាយស្រួលរកលុយបន្តបើមិនបងប្អូនធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើការបំពេញលេខកូដទេគឺកម្មវិធីរបស់យើងអត់ full ទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចរកទឹកប្រាក់បានជាមួយ app មួយនេះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកលេខកូដនេះឲ្យឲ្យបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងគាត់ធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងរួចឲ្យគាត់ធ្វើការបំពេញលេខកូដរបស់យើងម្នាក់មួយទៅនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន400រៀលនៅពេលដែលយើងធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់បាទហើយនៅពេលដែលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្ដិបានច្រើនគឺយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងរកគ្រប់ចំនួនគឺប្រហែលចំនួន15ដុល្លារស្មើនឹង60000រៀលគឺយើងនឹងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់ចេញពី app មួយនេះចូលទៅក្នុងគណនីវិញបានហើយហើយយើងអាចមើលទឹកប្រាក់របស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះបានត្រង់ពាក្យថាកបូបលុយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្ដិបានម្នាក់គឺលុយរបស់យើងរត់ចូលត្រង់ចំណុចនេះបាទទាំងកន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងរកគ្រប់ចំនួន60000គឺយើងនឹងអាចធ្វើការដកលុយចេញពី app មួយនេះចូលទៅក្នុងគណនីវិញបានបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដកមកចាយបាននៅក្នុងគណនីវិញបាទអញ្ចឹងចំពោះ app មួយនេះគឺវាมันមានបីពិបាកទេក្នុងការលុយក៏ដល់យើងណែនាំមិត្តភ័ក្ដិទៅគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ហើយគឺម្នាក់គឺយើងទទួលបានស្មើ10សេនឬក៏400រៀលបាទហើយចំពោះការកំណត់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចូលមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះមកយើងអាចធ្វើការបំពេញជារូបថតអីយ៉ាងយើងនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះណាឲ្យវាមើលទៅវាស្អាតរួចក៏វា full បាទអញ្ចឹង app មួយនេះគឺអត់មានអ្វីច្រើនទេហើយចំពោះវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនអត់មានចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងគឺបងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹង app នេះបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនអត់នេះចង់បានវីដេអូក្រោយក្រោយពី channel របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនណាចុច like subscribe និងចុចលុយគុណដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតពី channel របស់ខ្ញុំ